giờ mới xuống à? Dạ. Lân. Vậy? Chào bạn đi, Đông Trang. Dạ, em chào chị. Em chào chị. Lớn hơn con có 3 tuổi thôi à. Làm gì mà chào chị? Đúng kìa. Rồi, lớn hơn 1 tuổi là phải kêu bằng chị. Còn 3 tuổi kêu bằng cô. 3 tuổi kêu bằng cô. Thằng Thanh. Dạ. Hay quá ha. Ủa, bản lĩnh lắm mà Lân. Tại sao đụng tới chuyện tình yêu lại quả như vậy hả? Nếu như mà em thật lòng thương Lam Lam á thì phải đấu tranh, phải đứng lên, phải đấu tranh với mẹ nha chưa? Đúng, phải như vậy mới được. Bình thường là anh thấy em ngon lành đó mà. Sao đụng chuyện tình cảm một cái kia em nhát như thỏ cấy vậy? Bộ em tính gì mẹ nói như vậy, là em chia tay Lam Lam thiệt hả? Nếu như em từ bỏ Lam á là do Lam không thích mẹ, chứ không phải là do mẹ không thích Lam. Ủa, cũng giống nhau mà khác gì đâu. Lam nói á là Lam không thích mẹ, với lại không thích cuộc sống gia đình đông đúc. Nhưng nếu mà em với Lam á mà có tiến tới á là Hạ sẽ không được. Lam rất ngại ở chung cái đại gia đình có quá nhiều người giống như gia đình của mình. Khoan xí đi, bây giờ nói đi rồi phải nói lại. Em nghĩ đi, em đặt trường hợp ngược lại. Nếu như gia đình của Lam Lam không thích em, gia đình họ khinh khi em, chê em là không xứng đáng, thì thử hỏi coi em có chấp nhận về sống chung với gia đình người ta, rồi em chăm lo cho gia đình người ta không? Dạ em hiểu. Nhưng mà em thấy mẹ với Lam á không thể hòa hợp. Mẹ có cái quá đáng của mẹ, điều đó thì em có thể thuyết phục. Nhưng á mà Lam coi nhẹ chuyện giá trị gia đình á thì em thấy không ổn. Đúng, coi nhẹ cái giá trị gia đình là không ổn, anh thấy là không được. Anh không ổn lắm. Cái chuyện này mình có thể chia sẻ với Lam Lam. Em có thể nói chuyện, chia sẻ tâm tình với Lam Lam để Lam Lam hiểu. Một người mà hiểu biết như Lam Lam á, chị nghĩ là Lam Lam sẽ biết quý trọng cái giá trị gia đình. Hay quá, hay quá. Giơ tay ba cái cho vợ luôn á. Công nhận luôn. Kể từ ngày mà vợ đọc sách tiểu thuyết một cái, vợ nói chuyện lý thuyết không. Bây giờ thực tế nè, bây giờ vợ thử nghĩ đi. Mẹ cứ khó khăn, mẹ cứ khó chịu, mẹ cứ tìm cái cách mà tìm lỗi của Lam Lam. Rồi sao Lam Lam hả thương mẹ được, đúng không? Phải có cách khác. Chị Thanh. Em thấy mẹ đang ráo riết gọi điện khắp nơi để tìm bạn gái cho Phi Lân á. Chắc lần này Lân nó bị ép duyên thiệt rồi đó. Không đâu. Chị nghĩ giới tính của Lân á không dễ dàng bỏ cuộc gì đâu. Nhưng mà em nghĩ là mẹ sẽ tìm mọi cách để bắt Lân đầu hàng. Tội nghiệp nó. Mấy hôm bữa nay em thấy nó như người mất hồn vậy á. Sao vậy? Alo, Lam Lam hả? Chị Thanh nè. Em rảnh không? Chị mời em đi cà phê nha. Ok. Lam Lam nè, em chịu khó nhẫn nhịn một chút xíu, không có sao hết trơn á. Mình chỉ cần chịu khó thôi thì chị nghĩ mọi chuyện sẽ ổn mà. Em thấy mình không có thích hợp để sống trong một gia đình có nhiều thế hệ như vậy đâu chị. Càng không thích để người khác xét nét mình. Cuộc sống ở ngoài đường đã vất vả rồi, bây giờ về nhà còn phải chịu đựng nữa, làm sao mà sống nổi. Mà em tự hỏi á, sao chị có thể chịu đựng được bà mẹ chồng khó tính như vậy? Thì lúc đầu á, chị cũng thấy bực bội lắm. Nhưng mà khi mà ở chung lâu rồi á, chị mới thấy mẹ chồng chị có nhiều ưu điểm lắm nha. Với lại á, mẹ chồng chị á, một lòng thương chồng thương con, lúc nào cũng chăm lo cho gia đình hết. Còn từ khi có cháu nội á, mẹ chồng chị là lo cho cháu nội nữa, hết lòng thương cháu nội. Cho nên á, chị mới thấy là chị thương mẹ chồng chị lắm. Với lại một phần á, mình là con cái mà, hơi đâu mà giận cha mẹ làm gì. Nhưng mà mẹ chồng có quyền lựa chọn con dâu, thì con dâu cũng có quyền lựa chọn mẹ chồng chứ chị. Gia đình em á, trước giờ rất là tôn trọng ý kiến của con cái. Em nghĩ là mình không thích hợp để sống trong gia đình như là gia đình chồng của chị đâu. Thích hợp mà, thích hợp. Em chỉ cần thương Phi Lân thôi. Em hết lòng yêu nó thì tự nhiên em sẽ biết cách để làm sao hòa hợp với gia đình nó thôi. Tin chị đi, chị sẽ truyền kinh nghiệm cho nha. Không cần đâu chị. Em không có lý do gì mà để chịu đựng một bà mẹ chồng giống như vậy. Em không phải là chị, càng không phải là cưới vì có bầu trước. Rồi. Nhưng mà Phi Lân á cũng đâu phải là con ruột của bác ấy. Thôi, em chào chị. Nè, Lam Lam, Lam Lam. Ôi, cái con nhỏ này làm như không đụng đụng đứng lên bỏ đi là không được hay sao á? Lần nào cũng vậy hết. Gái nữa cái nết gì kỳ cục vậy? Nè nè nè, này cũng con gái con lứa nè. Nết cũng không vừa gì ai đâu. Ủa? Trời đất ơi. Hình như nó mới chửi em
có bầu trước khi cưới đúng không? Thì chửi mày giữa ai nữa? Cái đó là chửi đúng không? Trời đất ơi. Thấy khen vậy? Không, nó khen đó, nó khen đó. Nó khen trời ơi, chị có bầu mà mới cưới, thông minh quá, đẹp mặt quá. Khen đó. Trời đất ơi, đợi người ta nói rõ ràng, rành mạch luôn hả, mới chịu hả? Hay quá à. Mà nãy giờ anh hai để ý nha, cái nết con bé này nè, hung dữ quá. Cái kiểu này, ôi, làm cho anh hai không có động lực để lấy vợ luôn á. Hai, hai đừng có lo. Những đứa con gái vừa đẹp vừa giỏi như vậy á, nó không bao giờ lấy những người chồng như hai đâu. Mắc gì? Mà hai cũng đừng có sợ là mẹ không chịu. Hai chỉ cần dẫn một người về nhà là con gái thôi, là mẹ sẽ chịu liền. Đừng hay ế quá mà. Ê, 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 không có cà khịa anh hai mày nha. Trời, xin lỗi à, anh hai mày cũng có giá lắm á. Ôi, mấy bà bán cháo lòng, bán vé số, bánh cam, bánh xèo gì trước cửa nè. Ôi, trời, thả tính hai hoài. Trời ơi, dữ thần. Không chịu, mày không chịu, anh hai không chịu. Chúc mừng hai nha. Anh hai không có chịu, anh hai quyết tâm đó, là xây dựng sự nghiệp. Mấy cái chuyện vợ con nó để sao, để sao. Ủa vậy hả? Ừ. Trời ơi, bán quán cà phê có chút xíu mà suốt ngày sự nghiệp này, sự nghiệp nọ. Nghe mắc mệt. Con nghe mẹ con nói là bác bị cao huyết áp. Con nghĩ là bác phải ăn nhiều trái cây, đặc biệt là chuối với dưa hấu. Cho nên là con mua cái này biếu bác. Ờ, vậy hả con? Cảm ơn con nghe. Mà con thấy chợ ở gần nhà bác á, có hoa quả với lại đồ ăn, nhìn thì đẹp mắt đó, nhưng mà bên trong thuốc không á. Con kiếm hoài á, mới thấy được nảy chuối với lại trái dưa hấu á, của ba nhà quê bán. Cho nên là bên ngoài nó hơi xấu xí một tí bác. Không sao đâu con, đồ của nhà quê lúc nào nó cũng tự nhiên, cho nên nó đâu có được đẹp đâu ha. Còn nói đúng đó, công nhận mình ăn uống á là mình phải để ý đến chất lượng thực phẩm, bảo đảm sức khỏe của mình, chứ không là nguy hiểm lắm. Đúng rồi đó, nhà mình á cũng toàn mua đồ ngoài chợ không á bạn. Thật, cái bà già nhà quê không hiểu sao luôn á, ngày nào giờ nào á bà cũng nói á là bà đem quê lên mấy nải chuối này, mấy trái dưa, mấy trái đu đủ này bà bán xong hết rồi bà về quê. Mà tôi thấy bà bán từ ngày này qua tới ngày khác á, chưa bao giờ thấy bà về quê luôn á. Vậy là bà lừa Trang hả? À, nhưng mà thôi con, không có sao đâu ha. Cái này chắc là bà nhiều quê thiệt đó. Ủa một lần đâu rồi ta? Nãy giờ nó để bạn ngồi chờ ở đây làm cái gì ở trên trển không biết nữa à. Dạ, con cũng nói thật với bác là bác mời nhiệt tình quá cho nên con mới tới chơi. Chứ đằng nào con cũng là một bác sĩ, nhà con cũng danh giá. Chuyện này thì phải để nhà bác qua trước, chứ con qua như thế này thì chẳng khác nào cọc đi tìm trâu. Con sợ mang tiếng lắm bác. Trời ơi, sợ mang tiếng hả? Thôi bây giờ mình chạy về nhà liền đi để người ta khỏi đánh giá. Cái gì vậy con? Có cái gì đâu con. Bởi vì bác chơi với mẹ con cũng nhiều tháng nay rồi. Mấy người bạn thân của bác có giới thiệu mẹ con, rồi cái hai chị em chơi thân luôn. Nghe nói là có một đứa con gái vậy đó, thích quá chừng luôn. Thì mình cứ coi nhau như gia đình đi, trước lạ sao quen. Bác coi con như là con trong gia đình vậy đó. Tính ra là bạn hơn. Hơn hơn là hơn. Hơn hơn mấy cô gái khác ngoài đường á. Được mẹ chồng mình ưu ái, hơn ghê. Bây giờ mới xuống à? Dạ. Lân vậy? Chào bạn đi, Lân Trang. Dạ, em chào chị. Chào chị. Lớn hơn con có 3 tuổi thôi à. Làm gì mà chào chị? Đúng rồi, lớn hơn 1 tuổi là phải kêu bằng chị. Còn 3 tuổi kêu bằng cô. Chào Thanh. Dạ. Hay quá hả? Nè, đây là Đơn Trang. Đó, làm quen với nhau đi. À, là bác sĩ đó con. Dạ. Ủa mà con thấy chị Thanh nói đúng mà mẹ. Gì? Lớn hơn thì con chưa bằng chị, đúng rồi. À, chị Trang ha. Tùy Lân, gọi sao cũng được. Ủa, mà Lân nghiện game lắm hả? Dạ. Không tốt cho sức khỏe đâu. Ngay cả việc ăn uống và ngủ nghỉ cũng phải đúng giờ giấc nữa đó. À không, nó đâu có nghiện đâu con. Đi làm cực quá trời luôn, cả ngày trời mệt lắm. Rồi lâu lâu về chơi chừng 5-10 phút để thư giãn đầu óc thôi. Chứ ngoan lắm con, giỏi lắm á. Về còn phụ mẹ việc nhà nữa đó. Dạ thưa bác, tổ chức WHO đã cho rằng việc nghiện game là một bệnh tâm thần, cho nên là chúng ta phải đuổi. Sao vậy cả nhà? Con nói tiếp đi, con nói tiếp đi con. Đuổi gì em? Đuổi cổ nó ra khỏi nhà hay sao? Đuổi game ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Dạ. Ở bệnh viện cháu á, cũng có nhiều ca trường hợp phải cấp cứu vì nghiện game đó bác. Vậy hả? Vậy tính ra mình chơi game bị tâm thần hả chị?
Vậy chơi Pikachu có bị tâm thần không? Có chứ Long, đó cũng là game mà. Mẹ, bỏ nha mẹ. Mẹ bỏ Pikachu lâu rồi nghe. Từ ngày mà có Kubo đó, cái mẹ đâu có chơi nữa đâu. Bác hồi sáng bác đi chợ nghe, bác mua đồ ăn sẵn hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần vô bếp nấu nhanh lắm. Cho nên con với Lân vô nấu đi, Lân thấy tài của nó còn. Hai đứa nấu cơm nha. Cái Lân Thanh rảnh con chở mẹ đi mua đồ một chút rồi về. Dạ, bận mẹ. Thôi, để cho em nó ở nhà nấu cơm với lại hai đứa nó nấu cơm. Thì con chở mẹ đi mua về liền mà. Mua thêm đồ. Dạ. Về liền nha mẹ. Về liền nha. Bác với chị cứ đi đi ạ. Việc bếp núc cứ để mình con lo được rồi. Thấy không? Không. Để mình lo. Em lên phòng chơi game tiếp đi. Hai đứa ở lại. Nấu với bạn. Nấu với Đoàn Trang. Hiểu chưa? Con nấu nướng chắc giỏi ha. Dạ. Do từ nhỏ mẹ con đã dạy là trước khi trở thành người phụ nữ của xã hội á thì mình phải giỏi việc trong nhà trước, cho nên là con đã học nấu nướng từ nhỏ rồi. Nghe chưa con? Vậy thôi, hai đứa nấu đi nghe. Thanh, chở mẹ đi đi nha. Con già Lan này sao đâu mẹ được. Mẹ ơi, về nhà đi mẹ. Gì con đói bụng quá. Thôi ráng chút đi con. Ráng đi em, nó chắc sắp gọi rồi đó. Mà giờ này đi cà phê gì về nhà đi mẹ. Con uống hết ly sữa rồi. Mẹ còn uống nước cam giảm cân nè, còn không sốt ruột đây. Trời ơi mẹ. Con chị... tới rồi hả? Ủa cái gì vậy? Con á hả, đi về gần tới nhà cái mẹ gọi điện thoại giật ngược giật xuôi kêu ra đây uống cà phê. Trời ơi mẹ, như vậy con nói bụng muốn chết, xong cho về nhà ăn cơm. Từ từ sẽ ăn. Mới làm mai mối giới thiệu một con bé rất là đẹp, trí thức cho thằng Phi Lân nhà mình, để tạo điều kiện cho hai đứa nó tìm hiểu nhau bằng cách kêu ai nữa đó vô bếp nấu ăn. Cái mẹ nói Phi Lân, chừng nào con nấu xong con kêu mẹ về là cho nó có thời gian để tao tìm hiểu. Chắc sắp xong rồi đó. Nó rồi tìm hiểu cái kiểu gì mà mấy tiếng đồng hồ rồi đó mẹ. Mấy tiếng hả? Dạ. Ngộ quá à. Người ta hả gần gũi tìm hiểu nhau thiếu gì chỗ. Tự nhiên cho vô bếp chi không hiểu nổi luôn á. Thì thằng Phi Lân nó cũng biết nấu ăn. Giờ con kêu đi ra ngoài mất công, mình phải đi theo dõi ở nhà để nó nấu ăn với nhau, nó tìm hiểu với nhau, nó có thú vị hơn. Thú vị gì mẹ ngộ ghê. Con nói thiệt, có con cái trong nhà nha, mẹ dắt bạn trai bạn gái về mẹ kỳ thị muốn chết luôn. Cái vợ hả vụ này hả mẹ là mai, cái mẹ tạo điều kiện. Chị hai, hồi nãy em nói thẳng vô mặt con nhỏ đó luôn á, mấy ai mà được ưu ái như nó. Trời ơi, không đói bụng quá, hỏi nó nấu xong mẹ bỏ con quá à. Về đi mẹ. Rồi đây, rồi thử coi được chưa. Mà con gọi làm phiền em sao con? Thì cái chị cũng đói muốn chết đây nè. Sao nó không bắt máy ta? Thì đó, nó chưa xong. Chứ không có nào nó bận gì mà nó không bắt máy không? Bận gì? Hai đứa chồng bận gì? Bận nấu ăn chứ bận gì? Để mẹ gọi. Ủa nó bận gì vậy ta? Để mẹ gọi. Nhỏ này. Không lẽ nó đốt cháy dây đoạn con? Đói quá. Từ từ, mất nước hàm ăn hàm uống. Chết rồi, nó không nghe luôn. Trời ơi, ông ngộ thôi, về nhà đi mẹ ơi, thiệt á. Về coi chừng nó không phải đốt cháy giai đoạn đâu, coi chừng đốt nhà mình đó. Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương, bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ